Xin chào tất cả các bạn. Ai cũng hiểu cái quy luật sinh lão bệnh tử là quy luật của đời người. Thế nhưng mà nói không qua rằng thì nếp nhăn là kẻ thù của phụ nữ. Thì đây được xem là cái sự phát triển tự nhiên của làn da. Dù có muốn hay không thì rồi một nếp nhăn cũng sẽ tìm đến bạn. Ngoài việc tìm hiểu các cái phương pháp chống lão hóa cho da, bạn cần hiểu rõ các loại nếp nhăn thường thấy và cái cách phòng ngừa hữu hiệu. Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh chia sẻ kiến thức chăm sóc da khoa học của Bùi Hưng Thắng. Mình làm kênh YouTube này muốn mang những kiến thức trải nghiệm từ bản thân cũng như những kiến thức được học tập từ các bác sĩ da liễu hàng đầu Việt Nam và kinh nghiệm chăm sóc da nhiều năm đến với các bạn để các bạn thêm hiểu yêu làn da của mình và lựa chọn cho mình cái sản phẩm chăm sóc da phù hợp. Cùng đến với chủ đề của ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu xem có những nếp nhăn nào để cùng phòng tránh và mang đến cho chúng ta một diện mạo trẻ trung và xinh đẹp nhé. Thứ nhất đó chính là nếp nhăn trọng lực. Đúng như cái tên gọi thì cái nếp nhăn trọng lực là hệ quả của cái sự hao hụt collagen và elastin trong cơ thể khiến da nhanh bị chảy xệ. Những cái nếp nhăn này hiện rõ và sâu hơn đối với những vùng da mỏng. Ngược lại, những ai sở hữu kết cấu da dày thì sẽ ít gặp cái nếp nhăn này. Cái nếp nhăn tiếp theo đó chính là nếp nhăn teo cơ. Cái loại nếp nhăn này thực chất là những nếp nhăn gấp xuất hiện trên da khi mà bạn nhăn trán. Bạn có thể bắt gặp cái nếp nhăn teo cơ ở cổ hoặc ở ngực ở trán. Cái nếp nhăn teo cơ thuộc loại nếp nhăn vĩnh viễn và là kết quả của sự hao hụt collagen ở tế bào da khiến da mất đi cái độ săn chắc. Cái thủ phạm chính gây ra nếp nhăn teo cơ là do ánh nắng mặt trời. Việc để cho da tiếp xúc với tia cực tím trong ánh nắng sẽ giải phóng các gốc tự do, phá vỡ liên kết collagen và elastin trong tế bào. Để ngăn ngừa cái nếp nhăn này đến sớm thì bạn chú ý che chắn cẩn thận, thoa kem chống nắng mỗi ngày. Nếp nhăn nữa đó chính là nếp nhăn đàn hồi. Thì cái nếp nhăn đàn hồi có lẽ là yếu tố lão hóa mà phụ nữ không mong muốn sở hữu nhất. Là hai loại thủ phạm gây ra các loại nếp nhăn này là ánh nắng và thuốc lá. Thì cái nếp nhăn xuất hiện vĩnh viễn trên má, viền môi và cổ. Về thói quen hút thuốc lá, bất kể khi nào bạn hút thuốc và nhả khói, bề mặt da tiếp xúc với cái loại hóa chất độc hại, thậm chí là chất gây ung thư, thì việc hít khói thuốc vào người sẽ ức chế khả năng lưu thông oxy trong các tế bào da. Quá trình này rất cần thiết cho việc hình thành và chữa lành tế bào da. Đây là nguyên nhân vì sao những người thường hút thuốc có làn da xỉn màu. Một nếp nhăn nữa mà tất cả chúng ta ai cũng mắc phải đó chính là nếp nhăn biểu cảm. Đây là kết quả của những chuyển động lặp đi lặp lại trên gương mặt, chẳng hạn như động tác mỉm cười hoặc cau mày. Nếp nhăn biểu cảm còn gọi là nếp nhăn động lực. Những ai thường xuyên thực hiện cùng một biểu cảm trong suốt một thời gian dài có nguy cơ gặp phải cái nếp nhăn động lực là nhiều hơn những người bình thường. Khi mà khuôn mặt chúng ta biểu cảm, các cơ mặt nằm dưới da sẽ phải thực hiện làm việc để thực hiện các cử động trên gương mặt. Thì cái nếp nhăn biểu cảm biểu hiện rõ nhất là vùng da quanh mắt, đó chính là vết chân chim. Miệng cười là rãnh cười và vùng trán là nếp gấp ở trên trán. Ví dụ khi bạn nhoẻn miệng cười, nheo mắt hoặc cau mày thì theo thời gian những cái nếp nhăn này sẽ in hẳn trên da khiến bạn trông kém sắc hơn. Để hạn chế được cái tình trạng này, hãy chú ý kiểm soát những cái biểu cảm trên gương mặt của mình nhé. Các cái phương pháp mà để ngăn ngừa nếp nhăn thì là phương pháp gì? Thì thôi, bây giờ phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh. Một trong những cái phương pháp tốt nhất để chống lại nếp nhăn là ngăn ngừa nếp nhăn từ sớm mà thôi. Đừng đợi đến khi thấy dấu hiệu lão hóa xuất hiện rồi mới tìm kiếm các cái sản phẩm xóa nhăn cho da. Thì hãy tham khảo các cái phương pháp ngăn ngừa các loại nếp nhăn sau đây. Thứ nhất, bạn hãy chống nắng kỹ lưỡng. Ngoài ra, bạn nên chú ý thoa lại mỗi 1 đến 2 tiếng đến 3 tiếng là phải bảo vệ da một lần thì nó sẽ tối ưu nhất. Thì theo các chuyên gia da liễu, khoảng thời gian từ 10 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều là cái thời điểm tia UV ở ngưỡng cao. Nếu có thể thì hãy hạn chế ra ngoài trong cái thời gian này. Thứ hai là hãy sử dụng các hợp chất chống lão hóa như là retinol, acid hyaluronic, peptide là các hoạt chất bạn nên kết thân trong chu trình dưỡng da chống lão hóa. Ngoài ra, cái hoạt chất chống oxy hóa cũng là vị cứu tinh giúp da chống lại các gốc tự do và góp phần tái tạo da hữu hiệu. Thứ ba là bạn hãy bổ sung các cái thực phẩm có lợi cho da. Thì bạn có biết rằng một làn da khỏe mạnh là cần được nuôi dưỡng từ trong ra ngoài. Một chế độ ăn uống cân bằng đầy đủ vitamin, hoa quả và rau xanh sẽ tốt cho làn da của bạn. Hãy đặc biệt chú ý đến các loại rau quả giàu chất chống oxy hóa và vitamin C như là cam, dâu, dưa chuột, cà chua, bơ. Và đừng quên uống đủ nước để làn da của bạn được căng mịn và mướt. Thứ tư là tập thể dục và ngủ đủ giấc. Thì căng thẳng và mệt mỏi là cái yếu tố không hề tốt cho bạn. Khi bạn stress, lượng cortisol trong cơ thể tăng cao, phá vỡ liên kết collagen và elastin trong tế bào da. Thì hai phương pháp hoàn hảo để trung hòa cortisol chính là vận động toàn thân và ngủ đủ giấc. Vì vậy, mỗi ngày bạn nên dành ít nhất là 30 phút để tập thể dục và
và chú ý ngủ đủ từ 6 đến 8 tiếng. Ngoài ra còn có một phương pháp xóa ngay nếp nhăn và ngăn ngừa nếp nhăn quay trở lại rất hiệu quả. Nàng nào muốn sự trẻ trung ngay lập tức trong vòng 3 ngày thì bình luận ở dưới video này nhé. Mình sẽ bật mí ngay với các bạn. Xin thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai.